Vào chiều nay, tại phiên họp thứ 37 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các đại biểu đã nghe báo cáo và thảo luận về công tác dân nguyện của Quốc hội tháng 8 năm 2024. Báo cáo của Ban Dân nguyện cho thấy, cử tri cả nước bày tỏ sự đồng tình với chương trình ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do cơn bão số 3 gây ra do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động và cho rằng đây là hoạt động thể hiện truyền thống tốt đẹp, tinh thần tương thân tương ái của người dân Việt Nam. Bên cạnh nội dung về cơn bão số 3, một trong những nội dung được cử tri và nhân dân lo lắng đó là tình trạng bạo hành trẻ em diễn ra trong thời gian qua. Báo cáo của Ban Dân nguyện cho thấy cử tri và nhân dân lo lắng thời gian qua, tình trạng bạo hành trẻ em vẫn tiếp tục diễn ra tại nhiều địa phương như Gia Lai, Hưng Yên, Phú Thọ và đặc biệt là vụ bạo hành trẻ em đang gây chú ý của dư luận tại cơ sở Mái Ấm Hoa Hồng, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Trước thực trạng đó, bà Lê Thị Nga, chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội, cho rằng cần có chương trình giám sát về xâm hại trẻ em để báo cáo với Quốc hội. Qua cái vụ bạo hành trẻ em tại Mái Ấm Hoa Hồng thì cho thấy là và một số địa phương khác thì cho thấy là tình hình xâm hại trẻ em thì vẫn diễn biến phức tạp. Thì năm khóa 14 thì Quốc hội cũng đã có một cái cuộc giám sát tối cao rất là lớn về cái tình hình xâm hại trẻ em và có nghị quyết rất là chi tiết. Nhưng mà cho đến nay thì thỉnh thoảng vẫn xảy ra những cái vụ như thế này. Thì chúng tôi đề nghị là Ủy ban Thường vụ Quốc hội giao cho Ủy ban Văn hóa Giáo dục để giám sát lại cái nghị quyết của Quốc hội về giám sát tình hình xâm hại trẻ em để báo cáo với Quốc hội. Thống kê của Bộ Công an cho thấy trong 8 tháng đầu năm nay, trên toàn quốc đã điều tra và khởi tố 1.198 vụ với 1.419 bị can liên quan đến hành vi xâm hại và bạo hành trẻ em. Có một thực trạng đáng báo động là có đến 60% các vụ bạo hành xâm hại trẻ em do chính người thân, người quen ở trong gia đình hoặc có mối quan hệ mâu thuẫn cá nhân gây ra. Theo đó, trong thời gian tới, cơ quan chức năng sẽ tiến hành rà soát kiểm tra các cơ sở chăm sóc và nuôi dưỡng trẻ em tại 63 tỉnh thành. Bộ Công an cũng đã có công điện chỉ đạo 63 công an địa phương, đề nghị phối hợp, đề nghị Sở Lao động Thương binh Xã hội của 63 địa phương khẩn trương rà soát nắm tình hình hoạt động các cái cơ sở trợ giúp xã hội nuôi dưỡng chăm sóc trẻ em kể cả công lập và ngoài công lập, đặc biệt là các cái cơ sở trông giữ trẻ em từ thiện tự phát trên địa bàn, rồi thực hiện nghiêm việc xử lý giải quyết tin báo tố giác tội phạm liên quan đến các cái vụ bạo hành xâm hại trẻ em và chú trọng mở rộng các cái nguồn tin báo tố giác tội phạm từ các cơ quan báo chí, người dân, cơ quan tổ chức để xác minh điều tra xử lý kịp thời. Ban Dân nguyện đã kiến nghị Bộ Công an xử lý nghiêm các hành vi bạo hành trẻ em, kịp thời đưa ra xét xử các vụ án liên quan đến bạo hành trẻ em. Bộ Lao động Thương binh và Xã hội tăng cường thanh tra, kiểm tra, rà soát các cơ sở chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em, bảo đảm theo đúng quy định về thành lập, tổ chức hoạt động, giải thể và quản lý các cơ sở trợ giúp xã hội và các quy định khác của pháp luật về chăm sóc thay thế, nuôi dưỡng trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, xử lý kịp thời nghiêm minh các cơ sở hoạt động không đăng ký, không được cấp phép hoặc không bảo đảm các điều kiện chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em theo quy định của pháp luật. Do chịu ảnh hưởng từ hoàn lưu cơn bão số 3, tại Sơn La những ngày qua đã xuất hiện lũ trên suối Nậm Pàn cấp báo động 1. Mực nước tại trạm thủy văn Hát Lót lên báo động 2, nước suối Tấc, huyện Phú Yên, suối Chiến, xã Ngọc Chiến, huyện Mường La đang dâng cao. Chỉ trong vòng một tháng, bão số 2 vừa đi qua, bão số 3 ập tới đã gây nhiều thiệt hại. Chính quyền và người dân nơi đây đang tập trung ứng cứu người và tài sản, khắc phục hậu quả do bão lũ gây ra. Thưa quý vị, khu vực này có 3 ngôi nhà đã bị sụp đổ hoàn toàn do cái tình trạng mà sụt sạt đất đá ở trên núi tràn xuống. Chỉ trong 2 ngày qua, trên địa bàn của tỉnh Sơn La đã có gần 800 ngôi nhà đã bị ảnh hưởng, trong đó có những ngôi nhà đã bị sụp đổ hoàn toàn. Hiện tại trên địa bàn của tỉnh Sơn La, mưa vẫn đang còn tiếp diễn và cái nguy cơ mà sụt sạt đất gây ảnh hưởng đến nhà dân vẫn đang còn tiềm ẩn nguy cơ xảy ra. Lúc đó tôi đang chuẩn bị dọn dẹp ở trong nhà để lấy đồ đạc ra, nhưng mọi người ở ngoài hô hán bảo tôi chạy đi, sắp sạt lở rồi, nên tôi chạy ra ngoài một tí, tôi thấy nó sập ụp xuống nhà tôi, lúc đấy tôi rất bàng hoàng và không biết làm thế nào nữa. Bây giờ đang lo nhất là chỗ ở, để có một chỗ ở để có để sau này để mình có thể đi kiếm tiền để xây dựng lại. Báo cáo nhanh của tỉnh Sơn La.
bão số 3 đã làm 1 người chết, thiệt hại 781 nhà ở, 8 trường học bị ảnh hưởng, 3 cầu có suối bị sói và cuốn trôi. Hơn 60 hộ phải di rời khẩn cấp, 6 nhà bị cuốn trôi và đổ sập hoàn toàn. Hàng trăm hecta hoa màu bị ngập úng, vùi lấp, nhiều tuyến giao thông bị sạt lở, hư hại. Tổng thiệt hại ước tính khoảng 70 tỷ đồng. Hiện nay thì cái khó nhất của Sơn La giờ đề xuất với chính phủ là đã có văn bản đề xuất rồi. Đó là hỗ trợ Sơn La di chuyển dân cho các cái điểm sụt sạt, khoảng 40 điểm. Ví dụ như có những điểm của bản Quây, xã Trường Ngàm của Tân Châu, 102 hộ. Nhưng mà 102 hộ này ở hoàn toàn dưới cung trượt. Thế vừa rồi cho di chuyển hết ở tạm nhà văn hóa, ở tạm nhà dân. Về lâu dài thì phải xác định được những cái điểm có nguy cơ thiên tai xảy ra. Thế rồi luôn nâng cao cái phòng chống, thế rồi là thậm chí là phải quy hoạch ổn định dân cư ở những cái nơi mà mình phải có một cái chiến lược, có một kế hoạch lâu dài thì mới xử lý triệt để được. Và theo dự báo, Sơn La và các tỉnh vùng cao Tây Bắc sẽ tiếp tục xảy ra mưa lớn, nguy cơ lũ, ngập úng, sạt lở vẫn diễn biến phức tạp. Ngoài tập trung ứng cứu khắc phục mưa lũ, chính quyền cũng khuyến cáo người dân sinh sống ở vùng đồi núi cần cảnh giác trước biến động về thời tiết để có thể đến những nơi an toàn trước khi xảy ra các sự cố sạt lở đất, lũ quét, lũ ống. Thưa quý vị, ngày 10 tháng 9, đoàn kiểm tra số 3 của đội quản lý thị trường số 1 Cục Quản lý Thị trường tỉnh Gia Lai phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, tham nhũng, buôn lậu và môi trường Công an tỉnh Gia Lai kiểm tra đột xuất hộ kinh doanh TH tại thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai, phát hiện và thu giữ 7.800 bánh trung thu các loại, không có hóa đơn chứng từ, chứng minh nguồn gốc xuất xứ. Đoàn kiểm tra đã lập biên bản tạm giữ toàn bộ số hàng hóa trên, hoàn chỉnh hồ sơ trình đội trưởng đội quản lý thị trường số 1 ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật. Đội quản lý thị trường số 1 đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền xử phạt là 27,5 triệu đồng đối với hai cơ sở trên và tịch thu toàn bộ số bánh không rõ nguồn gốc xuất xứ. Ngày 11 tháng 9, Công an huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An cho biết vừa bắt giữ thành công hai đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm gồm Ngô Văn Tuấn, sinh năm 1988, trú huyện An Lão, Hải Phòng và Nguyễn Thị Thế, sinh năm 1994, trú huyện Diễn Châu của tỉnh Nghệ An, cùng về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Trước đó, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện Diễn Châu phát hiện Ngô Văn Tuấn và Nguyễn Thị Thế bị Công an huyện Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng ra quyết định truy nã số 827 và quyết định truy nã số 828 ngày 12 tháng 8 năm 2024 cùng về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Ngay lập tức, đơn vị đã báo cáo lãnh đạo Công an tỉnh và triển khai kế hoạch truy bắt, đồng thời cử hai tổ công tác trực tiếp xác minh trên địa bàn huyện Diễn Châu và thành phố Hồ Chí Minh là nơi có thông tin hai đối tượng đang lẩn trốn. Dưới sự chỉ đạo trực tiếp, sát sao của lãnh đạo Công an tỉnh, cùng với tinh thần đấu tranh tội phạm đến cùng, vào lúc 17 giờ 20 phút ngày 8 tháng 9 tại xóm Trung Song, xã Diễn Thịnh, huyện Diễn Châu, tổ công tác Công an huyện đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Thị Thế. Tiếp đó khoảng 12 giờ ngày 9 tháng 9 tại phường Hòa Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh, tổ công tác tiếp tục bắt giữ thành công đối tượng Ngô Văn Tuấn.